À, bữa nay dắt mấy đứa em Sơn với Vanix với bé Thương đi qua chỗ cái vườn tràm của ông ngoại. Thì ông ngoại lo hết anh em ha, từ việc mà đưa mình đi vô trong cái vườn để câu cá rồi ăn uống hay này nọ có ông ngoại lo. Thì cá mắm đây cũng nghe nói thôi nha, tương đối cũng khá khá đó. Thì để hôm nay mình sẽ đi chuyến đầu tiên, rồi sau đó có những cái hình ảnh đẹp mình gửi đến anh em. Chỗ câu em không Thương? Quá em phải không? Ủa mà bộ mày thấy đẳng cá táp dữ lắm hả? Nó anh em quýnh mực từ một cái đường này dài ra nè, nó 600-700 m. Bên đây là cái vách chàm, bên đây vách, bên đây thì bên đây cũng là một cái vách nữa, quýnh hai bên quýnh ở trong cái đường đó đó. Ừ Thương, ừ quýnh kéo ra thử coi. Cá chạy luôn. Ai bị mày ướt nha Thương, lên táp hai cái luôn. Còn quay buông bấm 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 lại bấm lại bấm lại bấm lại mà coi, trời ơi đủ xử lý cái gì đâu. Gì trời ơi trời, đủ má đẹp ghê không. Trời mưa luôn ha. Câu đường hẻm hả Nít? Quang Ly Sơn. Nó táp thuốc đằng kia thấy không? Tao mới thấy nó táp đằng kia đó mày. Đó kìa. Đó 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 nó đó. Cái gò rắc đó nguyên khoảng trống của em đó. Chỗ này mà táp một cái đó nghe anh em, cái không gian này nó trắng trống lỏng ha, nghe cái đùng là anh em biết rồi ha. Đó. Sau rất là nhiều năm anh em mới thấy được cái địa hình mà đó, anh em nghe chưa? Trời ơi! Trời ơi trời! Trời ơi! Bảo cho đốc hả? Ông chích nè anh em, ông sắt mới đến mới 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 đến cái bóp